với anh bao nhiêu lần rồi, là bây giờ tôi đã quá ổn. Anh đừng làm phiền tôi nữa được không? Nhưng anh không thể sống như vậy được. Tôi mệt mỏi với anh rồi. Hay lên. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thể nào. Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh là TH Vlog của mình. Mình là Ahit. Và những ai mà đã từng xem tập đặc biệt trên kênh là TH Vlog của mình thì chắc hẳn là cũng còn nhớ chàng trai này đúng không? Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe chàng trai này giới thiệu lại về bản thân của mình và cái lý do tại vì sao mà chàng trai ấy lại xuất hiện ở đây. Nhá, chúng ta cùng nghe chàng trai này chia sẻ nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Mình tên là Tiến, thì tập trước đây mình đã có nhờ anh Hà để ghép cặp với người yêu cũ để quay lại với bạn ấy. Nhưng mà không thành công, thì lần này cũng nhân ngày hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày Valentine, thì mình có nhờ anh Hà giúp mình. Ok. Thì như hôm trước thì chú cứ sợ là kiểu Hằng sẽ không chịu gặp chú ấy, nên là chúng ta đã bàn với nhau là chú giả vờ làm shipper ấy và mang cái phần quà mà chú đã chuẩn bị trước để tặng cho Hằng ấy. Giả vờ như chú đi giao hàng cho Hằng. Sau đó thì sau khi mà Hằng nhận rồi ấy, thì chú bắt đầu mới cho Hằng biết là chú là ai. Đó, như thế thì Hằng sẽ không có cách nào để mà không gặp chú được, đúng không? Đó, thì anh cũng mong là ngày hôm nay thì chú sẽ thành công và Hằng sẽ cho chú một cơ hội. Thì bây giờ anh sẽ lên trước. Anh sẽ lên trước để cho Hằng khỏi nghi, xong rồi chú lên sau. Ok. Ok. Đấy, thì bây giờ mình đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Thì bây giờ mình sẽ gọi cho bạn đấy. Alo ạ. Alo ạ. Đây có phải số của Hằng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Ai đấy ạ? Mình bên shipper ấy, thì có một người gửi hàng cho bạn. Bạn có xuống nhận giúp mình được không ạ? Mình đang ở dưới nhà đấy ạ. Anh ơi, nhưng mà em có đặt hàng gì đâu ạ? Có người khác gửi cho bạn, mình chỉ là người đi ship thôi ạ. Em không biết đâu ạ. Anh xem được lẫn gì không? Em không đặt gì đâu ạ. Không có người gửi cho bạn. Tên hàng số đuôi là 8847 ạ, đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Đúng rồi, thế thì bây giờ bạn có thể xuống dưới nhà nhận giúp mình được không ạ? Em đang bận ạ, anh mang lên cho em được không ạ? Tầng bao nhiêu ạ? Anh mang lên tầng 4 nhá. Rồi, ok. 108. Ok, ok. Ở đấy thì bạn ấy ở tầng 4, thì bây giờ mọi người cùng mình đi theo mình nhá. Ok mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà Hằng và nó đang ở trong phòng ngủ này. Bây giờ thì mình sẽ set up một vài cái máy quay để xem mà diễn biến câu chuyện nó như thế nào nhá. Ok, mình sẽ đặt một cái ở góc này. A few moments later. Đang đi đâu nhỉ Hằng ơi? Hôm nay sao mẹ làm gì á? Chơi thôi, có phải là có lý do với buổi sáng. Hôm nay em đi chơi đâu à? Thì người bình thường ra làm gì anh? Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Không có người yêu nên là không đi chứ còn. Quá chuẩn luôn. Em chỉ anh của em thôi. Thôi thì đến rồi, anh đến khách không giúp rót nước cho anh uống à? Đi qua đi. Anh đọc cái gì? Thế tao là khách hay mày là khách? Thôi đi. Anh cũng rót được mà. Đi nhà anh à? Ừ, kìa, có rồi. Đâu, không đâu? Nhất. Ai nhỉ? Không biết, không biết bao giờ rồi các em. Em đặt cái gì à? Em không đặt gì đâu. Thế giờ anh có shipper đến nào hả? Sợ sợ anh. Anh có shipper hả? Chúng ta tặng luôn. Thế là fan của em tặng Valentine gì? Xem là cái gì? Phải. Cái gì? Phải biết em thích sô-cô-la và cả hoa hồng. Đúng rồi đấy. Chắc là đứa này là ai cũng tặng em cái này. Sao lại ở đây? Anh vẫn không tha tôi được à? Em không yêu anh nữa, anh tha tôi được không? Anh mà đến đây rồi em có thể cho anh
Không. Cho anh một chồng này. Anh đừng làm như thế này nữa. Anh đến đây rồi cho anh làm chuyện này. Không bao giờ. Thôi em cứ cho nó vào chứ bây giờ nó thích tùy. Anh đã đến đây rồi. Ờ, em không cho anh vào cái này đấy. Thôi em cứ cho nó vào cái này, chứ bây giờ người ta đi làm người ta nhìn cười. Em thật không hiểu hai bọn anh luôn đấy. Còn anh vô tội anh có làm gì đâu. Em không biết gì cả, em không biết gì cả nhá. Anh vào đi, anh nói gì nói. Rồi bây giờ anh muốn nói gì thì anh nói luôn đi. Anh nói một lần cho xong rồi anh tha thôi được không? Ờ, hai đứa cứ bình tĩnh nói chuyện từ từ nha. Anh trật tự tí nữa em sẽ nói chuyện với anh sau. Anh nói đi. Hôm nay anh đến đây anh chỉ muốn nói là anh xin lỗi em. Anh nhớ em lắm. Anh cô đơn lắm. Anh chỉ muốn đến đây để gặp em thôi. Anh sợ em không được lý nên anh mới phải làm như thế này. Em về với anh nhé. Anh nhớ em lắm. Vì em từng là cuộc sống. Là niềm tin. Không, tôi đang bị nổi da gà đấy. Bây giờ anh có mọi thứ, anh có thể lo cho em mà. Anh nói gì vậy? Anh nghĩ anh có tư cách nói câu này với tôi không? Thời gian qua cô đơn, đắng cay. Mọi thứ tôi phải chịu đựng một mình. Một mình đấy. Lúc cần anh thì anh không có mặt. Rồi bây giờ anh cô đơn, tôi ổn rồi, anh về. Anh cầu xin tôi qua lại với anh. Nực cười lắm. Chuyện không như em nghĩ là. Mọi chuyện như vậy. Bây giờ tôi đang rất là ổn. Tôi muốn một cuộc sống bình thường, tôi không muốn như trước đây nữa. Em muốn đổ lại những thứ mà anh đã gây ra cho em. Nghe này Tiến, tôi bây giờ rất là ổn. Tôi thực sự ổn rồi. Bây giờ anh về tôi không quen đâu, tôi nói trước rồi. Anh đi được không? Đừng làm phiền tôi nữa. Thôi bây giờ anh chỉ cần em tha thứ cho anh thôi. Còn em muốn anh làm gì cũng được. Em về với anh nhé. Không được. Sao anh cứ lằng nhằng mãi thế nhở? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là bây giờ tôi đã quá ổn. Anh đừng làm phiền tôi nữa được không? Nhưng không để sống như được. Tôi mệt mỏi với anh nhở? Đây đây. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thế nào. Ờ, đây là người yêu tôi đấy. Toàn súng. Toàn thật rồi bố em mà. Anh ngồi xuống đi. Giới thiệu với anh, đây là người yêu tôi. Còn đây là cái người yêu cũ của em mà em hay kể cho anh ấy. Rồi, anh hiểu rồi. Anh về. Chuyện như thế nào rồi anh? Lần đầu anh thấy anh yêu lòng. Lần đầu tiên anh thấy em biết trân trọng. Ở trên này là người yêu của em thật. Anh trai em mà. Anh trai của em? Thế sao mà vừa nãy em lại nói với nó như thế? Em mà không nói thế thì bao giờ nó tha cho em? Thôi, vừa nãy cũng biết chuyện của hai đứa mày rồi. Lần sau thì tìm đến nào tử tế mới yêu. Bây giờ như đâu, nó ra ngoài kia làm gì dạy rồi sao? Thôi, anh phải đi ra xem nó như nào đã. Em nhá. Xử anh sau đấy. Alo. Được. Nhân ngày Valentine thì mình cũng xin gửi tới một lời chúc tới toàn thể các bạn khán giả của NTS Vlog nói riêng cũng như là toàn thể mọi người có một Valentine vui vẻ, hạnh phúc và lành mạnh. Chúc cho các cặp đôi đang yêu nhau thì sẽ mãi mãi bên nhau, sẽ có những khoảng thời gian thật là hạnh phúc bên nhau. Còn những cặp đôi mà có những bạn là còn độc thân ấy, còn FA ấy, thì các bạn cũng sẽ sớm tìm được một nửa đích thực của cuộc đời mình, hoặc là có thể đăng ký tham gia chương trình ghép đôi trên kênh NTS Vlog của mình. Mình sẽ cố gắng hết sức để giúp cho các bạn có thể tìm được một nửa của mình đang lạc ở đâu đó trên thế giới này. Và
Và nếu các bạn cảm thấy video này hay, hãy like, share và subscribe cho kênh NTH Vlog nha. Xin chào và hẹn gặp lại.